Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh vlog của mình. Và mình là Sơn, hay còn được gọi là Sunny. Và hành trình của mình trong việc cải thiện khả năng giao tiếp của bản thân, cũng như là cải thiện khả năng nói chuyện trước đám đông, khả năng trình bày ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh của chính bản thân mình. Và trước tiên là tiếng Việt, thì mình rất hứng thú để cùng các bạn tìm hiểu về, cùng các bạn trải nghiệm với cái hành trình này của chính bản thân mình, một kinh nghiệm thực tế cho các bạn cùng tham khảo. Và hành trình cải thiện trải nghiệm của bản thân mình, hành trình cải thiện khả năng giao tiếp của chính bản thân mình, hành trình cải thiện khả năng giao tiếp của chính bản thân mình thì mình sẽ cùng với các bạn là tìm hiểu trên quá trình mỗi ngày một video. Và với cái video đó thì mình sẽ cùng tìm hiểu với các bạn về một chủ đề nào đó mà mình ưa thích, nếu các bạn cũng ưa thích. Và mình nếu các bạn cũng ưa thích, và mình sẽ đào sâu thêm về những lĩnh vực liên quan đến đời sống cá nhân, cũng như là kiến thức cuộc sống hàng ngày, hay là kiến thức chuyên môn của chính mình. Cho nên là nếu các bạn cảm thấy thích với những chủ đề đó, hãy like và subscribe kênh của mình, cũng như là các bạn hãy cho mình biết bằng cách comment bên dưới là chủ đề nào là các bạn sẽ ưa thích nhé. Được rồi, ok. Và tiếp theo đây, hôm qua thì mình đã cùng với các bạn tìm hiểu về một chủ đề rất là ấn tượng, đó là chủ đề về cái để sản xuất ra một cái giày Nike, hay là đế giày Nike, cụ thể hơn là đế giày Nike. Và với chủ đề ngày hôm nay thì mình sẽ cùng với các bạn tìm hiểu về một chủ đề khác liên quan đến, giống như là liên quan đến việc để từ từ mình suy nghĩ chủ đề nhé các bạn. Thì hôm nay về cái hào hứng của mình liên quan đến chủ đề Nike, và hôm nay thì mình hào hứng liên quan đến như là lĩnh vực đồ denim là gì, và làm sao để mình có thể hiểu phong cách denim và phối đồ với phong cách denim. Đây là sở thích cá nhân của mình. Và ok, thì denim tức là một loại vải. Denim có nghĩa là một loại vải. Thì vải denim là vải thô bền được dệt đan chiếu một cách chắc chắn bằng 100% vải cô tông. Và để ra vải denim thì người ta dùng hình thức dệt thoi kết hợp với nhiều sợi trắng và sợi chàm. Trong đó thì các sợi chàm chạy dọc, còn các sợi trắng chạy ngang. Các sợi chàm chạy dọc và các sợi trắng chạy ngang. Trong vải denim, chất lượng còn được pha thêm với polyester hoặc là lycra để chống co rút và chống nhăn cực kỳ hiệu quả. Thì phân biệt vải, chúng ta có thể thấy là vải denim nó rất là giống với loại jean, cho nên là chúng ta cần phân biệt giữa vải denim và vải jean. Ok, vải jean và denim là hai cụm từ thường bị nhầm lẫn ở hầu hết mọi nơi trên thế giới. Thì đặc biệt là nhiều người không phân biệt được giữa denim jean và denim, thì mọi người vô tình dùng những từ ngữ này khi xưa hiểu rõ về ý nghĩa của chúng, thì khiến chúng bị thay thế lẫn nhau, dẫn đến tình trạng nhầm lẫn. Cho nên là tất cả các quần jean cũng như là quần đều là quần tất cả quần jean đều là quần denim, nhưng không phải tất cả quần denim đều là quần jean. Ok, vậy quần jean là gì? Tất cả quần denim là quần jean, là những tất cả quần jean là quần denim, nhưng mà không phải tất cả quần denim là quần jean. Thì
ta có thể biết là quần jean được làm từ vải denim 100% cotton nên có tính linh hoạt thoải mái. Chính vì thế mà rất nhiều bạn trẻ sinh viên yêu dùng rất sinh viên sử dụng rất yêu thích và ưa dùng. Và với quần jean được coi là kiểu áo giản dị tinh tế dành cho nam nữ trong cuộc sống đời thường thì có rất nhiều thiết kế của quần jean, nhưng mà về cơ bản thì được làm bằng chất liệu là denim. Vậy thì denim là gì? Thì như đã nói thì denim là vải vải làm nên cái quần jean. Ngoài quần jean thì cũng có rất nhiều cái phụ kiện khác như là túi, váy, áo khoác, không có nghĩa là chúng sẽ mang tên là jean. Điều đó nói rằng thì điều đó là khác biệt giữa denim và jean, tại vì cái denim là một phong cách, không hẳn là một cái quần jean. Và denim được phát triển bởi phong cách denim được phát triển từ Pháp vào thế kỷ thứ 17 với đặc tính như sau. Với quy trình sản xuất là được nhuộm, đầu tiên là thu hoạch bông và làm thành kiện, sau đó được chia thành các túi túi nhỏ để đưa vào các túi nhỏ bông để đưa vào sản xuất, thì bông chải thô sau đó được chuyển đổi thành các miếng nhỏ được dệt trong máy xéo, chuyển đổi thành các miếng nhỏ được dệt thành máy kéo sợi, thì đã, sau đó sẽ được đem đi nhuộm. Và theo truyền thống là thuốc nhuộm chàm để cho nó bóng màu xanh denim, và sợi nhuộm sau đó được dệt thành vải denim, và các sợi xanh tạo thành sợi dọc, và các sợi trắng thì sợi dệt thành sợi ngang, và được dệt gần hơn sợi ngang của sợi trắng để tạo vải có màu xanh hơn. Và khi dệt thì loại vải này sẵn sàng hoàn thiện các quy trình loại bỏ sợi rời, loại bỏ sơ vải cuộn, và denim sau đó được cuộn thành vải sẵn sàng để sản xuất ở không. May thì các vải này được xếp chồng lên nhau thành các lớp và cắt thành các mẫu mong muốn. Sau khi được may tùy theo thiết kế thì hàng sẽ được gửi đến rửa hoặc rửa đá theo yêu cầu. Rewashing được thực hiện để làm cho denim mềm hơn, sử dụng chất tẩy rửa công nghiệp. Thì ưu điểm của vải denim là chủ yếu được sử dụng nhờ các đặc tính cứng cáp và độ bền của nó. Nó rất là cứng và cái độ bền nó rất là cao, và theo cách làm truyền thống thì và theo cách làm mà truyền thống thường xuyên á, thì denim thì được làm bằng vải sợi cotton. Thì tuy nhiên là để cải tiến hơn tính chất của vải cotton á, thì người ta sẽ pha trộn với lại polyester, làm cho việc co lại và nếp nhăn trong denim được giảm, làm cho việc co lại và nếp nhăn trong denim được giảm. Và hiện nay còn bổ sung theo một chất đó là Lycra để làm tăng khả năng co giãn của loại vải của vải. Thì vải có độ bền màu thấp và độ dày của nó thường làm cho việc hoạt động tương đối khó khăn hơn. Thì vải jean denim hay còn được gọi là vải jean đó, thì hai 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 cái này nó là hai khái niệm khác nhau. Thì vải denim, vải jean á thì là vải denim, nhưng mà vải denim chưa chắc là vải jean, tại vì nó còn được sản xuất cho các loại túi xách rồi nhiều loại khác nữa. Thì ưu điểm của vải denim thì chủ yếu sử dụng rất là sử dụng độ cứng và độ bền của nó á, thì là tạo thì nó có thể là gây khó khăn cho hoạt động hơn. Còn nhược điểm của denim là bên cạnh những ưu điểm thì ngoài ra thì denim cũng có phong cách denim hay là vải denim cũng có một số cái nhược điểm như sau, như là khả năng co giãn bị hạn chế, cho nên không phù hợp để may mặc các quần áo thể thao hay là đồ lót. Thì bên cạnh đó denim cũng lâu khô cho nên thường tốn nhiều thời gian để được giặt giũ và làm sạch. Cho nên là có một số ứng dụng như là vải denim được sử dụng trong lĩnh vực sản xuất ở may mặc, ví dụ để làm áo jean, áo khoác, cả loại sơ mi, quần sọc, quần bộ chạy thể thao,
vân vân. Thì trong sản xuất về denim em cũng có thể được làm ra các loại thắt lưng hay là túi xách. Thì ngoài ra thì trong nội thất denim cũng được sử dụng để chụp đèn, bọc ghế sofa hay các loại túi đầu vân vân để trang trí nhà cửa. Thì denim cũng được sử dụng chăn ga, gối nệm. Bên cạnh đó, chất liệu còn được sử dụng trong lĩnh vực nghệ thuật, thiết kế nghệ thuật, các bức tranh vân vân. Thì denim có một số loại như là rayon denim là vải nhuộm xanh đậm, do đó thì thường bị phai khi giặt, vì thế mà nhiều người không thích giặt những chiếc quần bằng chất liệu này vì sợ bạc màu hoặc là mất dáng quần áo, nhất là rayon denim. Và loại thứ hai là raw denim, là một loại không được wash sau khi nhuộm, việc không được giặt sạch sau khi nhuộm. Việc giặt sạch thường được thực hiện sao cho vải trở nên mềm hơn và cũng để loại bỏ sự co rút. Còn một loại không được wash sau khi nhuộm. Và còn một loại khác là service denim, hay gọi là vải denim được may biên. Thông thường thì những phần biên của vải denim có một sọc trắng không bị dính màu nhuộm, phần vải không ví mà một và phần vải này được đặt dọc theo trường may của thân thân quần áo, và vải này được cho là bền tốt nhất trong các loại denim. Thì các bạn có thể bảo quản quản các loại loại vải denim bằng cách là mình cứ không giặt nhiều lần sau khi mua. Mình sẽ giống như mình sẽ sử dụng mình, lần đầu tiên mua về thì mình sẽ để phải để vào tủ đông để cho cái màu nó khô lại và nó không bị phai màu, cũng như là mình hạn chế việc sử dụng việc giặt cái quần jean này bằng cách là mình sau khi mình sử dụng xong á, thì mình có thể phơi khô để nơi khô ráo là thoáng khí, cho nó cho quần của bạn nó có thể giữ được cái có thể giữ được cái độ giữ độ khô thích hợp, cũng như là các bạn có thể sử dụng một vài lần sau đó mới giặt. Ngoài ra thì dùng nước giặt, các bạn dùng nước giặt mà không dùng bột giặt vì denim có bề mặt khá bám nên khi giặt bột giặt, bởi nếu mà bột giặt chưa hoàn thành để hòa tan thì nó có thể gây bám vào bột giặt vào mặt vải, có thể gây phai màu hoặc ảnh hưởng đến sợi vải cũng như là giặt riêng. Thì denim rất cần giặt riêng bởi đa phần đều rất dễ phai màu, cho nên là sợ bị ảnh hưởng đến các màu khác. Rồi, ok. Thì chốt lại là có một điểm quan trọng mình cần lưu ý, đó là loại denim có ba loại vải. Nó có ba loại. Thứ nhất là rayon denim, là vải được màu xanh đậm, không wash màu. Mình sẽ tìm hiểu rõ hơn về các loại vải denim ở trong một trang web khác. Ok, mình sẽ tìm một trang web tên là Jody. Thì có một số loại như là vải denim sống. Vải denim sống là kiểu vải chưa qua quá trình xử lý nào, và cảm nhận của về denim đó là rất khô khô ráp và không được mềm mại khi mình mặc vào, và có chút khó chịu đôi chút. Hơn nữa là vải denim sống cũng dễ bị mấy màu hơn khi giặt thường xuyên nếu so với các loại denim khác. Đây là loại denim sống trước và sau một thời gian dài. Và loại thứ hai là loại về vải denim đã qua xử lý. Thì hầu hết các loại vải denim đều có mặt trên thị trường đều qua xử lý. Quá trình xử lý này sẽ giúp cho vải denim nó bền màu hơn, cũng như là dễ chịu hơn khi mặc và không bị co rút khi mình giặt đồ. Chỉ có
duy nhất thì bạn để nếm sống thì phải qua quá trình, chỉ có duy nhất bạn để nếm sống thì không phải qua quá trình xử lý này. Xử lý thì mình sẽ xử lý cho nó giúp cho chất vải vải để nên bền màu hơn này, cũng như là dễ mặc hơn mà không bị co rút khi giặt. Một loại khác là vải để nên co giãn, thì loại vải này sẽ được pha trộn với spandex để tạo độ co giãn, nhưng chiếc quần làm từ vải denim này sẽ không có đặc điểm này và hay được thiết kế thành quần suông hơn. Còn vải denim spandex có thể mặc ôm hơn. Chúng ta có thể có quần jean skinny đều pha thêm spandex, cũng như là bên trong để giúp cho mặc thoải mái. Vải denim nhăn. Vải denim nhăn thì cái kiểu vải này để được làm nhanh vĩnh viễn cho thành phẩm có thiết kế độc đáo hơn, để được làm nhanh để cho nó có thiết kế độc đáo hơn, phải được mặc được làm thành áo khoác chân váy hay riêng rất phổ biến, cảm giác mặc kiểu này rất mềm mại và dễ chịu. Còn một loại nữa là vải denim biên rừng. Một loại nữa là vải denim biên rừng thì cái loại vải denim biên dệt này á, thì nó là được may với nhau mà không lộ phần chỉ nối. Về mặt thẩm mỹ thì denim biên dệt làm cho tốt hơn những chiếc quần jean. Denim biên dệt thường sẽ sắn một gấu lên để mở lộ phần biên dệt đó. Nếu bạn mặc quần baggy hay là những kiểu quần sắn ống thì đây là loại thích hợp nhất để biết quần của mình có biên dệt hay không, thì lộ trái chiếc quần và xem đường chỉ của hai bên ống quần. Những chiếc quần thông thường sẽ bị cộm và đường chỉ lộ rất rối rắm ở hai bên. Còn denim biên dệt thì phần chỉ quần rất là gọn ghẽ, rất là theo đường may ngăn nắp của loại denim. Còn một loại nữa là vải, còn rất nhiều loại vải denim khác nhau, cũng có vải denim nhuộm axit nữa. Cho nên là vải phong cách denim rất là đa dạng các bạn. Thì mình có thể phân ra một số loại phong cách phối với quần denim như sau. Thì phong cách jean denim nam thì mình có một số các phong cách phối đồ. Mình có một số phong cách phối đồ với quần jean nam rất là đẹp và hấp dẫn. Thì đây là một trong những trang web về Reebok. Thì bạn có thể phối đồ dựa theo thời tiết hoặc là trẻ trung. Bạn có thể phối đồ quần jean này với một cái phong cách trẻ trung mà năng động với chiếc áo thun chữ T đơn giản của bạn. Và ngoài ra thì nó cũng có thể phối với áo sơ mi để thể hiện sự thanh lịch, và hay là một cái áo polo thời trang, hay là một cái áo sweater ấm áp dài tay, hay là áo hoodie. Hoodie thì đây là phong cách rất là đường phố, nhưng mà nó sẽ không phù hợp với những bạn mà thích phong cách casual như mình. Ok, bạn có thể phối thêm cái áo khoác bomber hoặc là áo khoác da, áo khoác denim, quần jean và áo khoác denim. Đây là một phong cách rất là trẻ trung mà năng động. Hay là áo blazer, áo măng tô, hoặc là phối đồ với quần jean nam ống rộng. Thì đây là những kiểu cách phối đồ mình có thể phối với các loại áo đơn, một chút basic đơn giản như là áo phong chữ T, áo polo hoặc là áo
hoặc là áo sơ mi thanh lịch, hoặc là một chiếc áo áo khoác bên ngoài, áo khoác jean bên ngoài để thể hiện độ năng động. Thì đấy là những cái mình gọi là phối hợp với áo denim cùng jean. Thì phân loại đa quần, ngoài ra thì mình cũng có thể tìm hiểu thêm cách phân loại của quần jean. Thì quần jean thì bao gồm một số loại như là suede hoặc là ôm. Ôm thì có thể là slim fit hoặc skinny. Thì mình hay thường mặc loại slim fit tại vì nó thể hiện nó làm cho chiều cao của mình tăng lên. Còn suede thì giờ này mình cũng hay mặc loại suede tại vì mình có chiều cao tương đối, cho nên là mình mặc suede cũng khá là tốt. Suede thì mình có thể phối với các loại như là áo thun mà hơi rộng một tí, và cái cũng như là áo sơ mi thì hơi rộng một xíu, thì nó sẽ làm nổi bật lên phong cách của mình. Còn mình nếu mà mình mặc đồ theo phong cách là slim fit thì mình sẽ có thể mặc cái áo ôm hơn một xíu, nó sẽ thể hiện được, nó sẽ được nét rõ nét cơ thể của bạn cũng như là chiều cao của chính bạn. Và đây là chiếc video tìm hiểu về phong cách denim và vải denim, denim với jean khác nhau cũng như là phong cách denim khác nhau, thì cũng như là các phong cách để mình phối đồ denim, cách sử dụng vải denim và một số ưu nhược điểm của vải denim, một số loại vải denim. Thì đây là kết thúc cho video tìm hiểu của mình ngày hôm nay. Mình xin được hẹn gặp lại bạn trong video ngày mai nhé.